Website chào quý vị các bạn. Chú Tùng đang chụp ảnh lưu niệm với các anh em trong truyền thông. Đây quý vị này, từ em Thọ LK này. Đấy, em Mạnh Bonsai này, Bonsai Chính Hiệu và Bonsai Đức Huy. Chú Tùng đã đang chụp ảnh lưu niệm. Còn đây là những tác phẩm mini ha. Đấy là chụp cái ảnh. Đấy là chụp ảnh. Đây những cái này vào. Đấy, đang quay mà phải đứng chụp ảnh. Nào, đứng đây chụp ảnh cho. Đấy. 2 3 cái nữa nào. 2 3. Rồi, nhìn Huy nhá. Đây. Rồi, mời chú mời anh nhìn đây cho cháu nha. Ông video bonsai gọn cái chân vào. Đây đây, chân. Đấy, thấy chưa? Quê hà. Này nhá. Quê hà. Quê nhìn đây nhá, xin chào nhá. Nào, 1, 2, 3, chuyển nữa. Quá đẹp rồi. Quá đẹp. Đấy, quý vị ạ. Đang quay mà, thôi, xin phép là đưa hết từ hông lên trên kênh của anh hết nhá. Đấy. Chú cũng một mình chú ạ. Thôi, phải quay từ đây lại quý vị ạ. Đây, quý vị này. 1, 2, 3, phẩm rất đẹp của chú này. 1, 2, 3. Đấy, cây xanh này, cái này. Quá quý vị ạ. Vậy là chú mang tất cả 7 cây hả chú? 7 cây đúng không ạ? Vâng. Anh chuyển ảnh đi. Đấy, đẹp. Mấy khi mà chụp thì sao là mấy anh truyền thông nhỉ? 5 anh nhỉ? Hiếm lắm đây. Nói thật với chú nhá. Còn ai nữa không nhỉ? Chú mang hết truyền thông về chú hết rồi. Nói thật vậy. Hôm nay sao cái cơ duyên nhỉ? Đây, 2 4 hiện tại là 5. Còn truyền thông chúng cháu đầy chú ạ. Chúng cháu phải hơn 20 không, người. Nhưng mà phải hợp cùng nhau cơ. Ừ, vậy vẫn hợp tất cả ai được hợp chú. Đi đâu phải bắt chân bắt tay. Cũng không bắt tay bắt chân hết. Vui. Chán có độc mình chơi. Chú ơi, chú cháu tự phỏng vấn chú Tùng ơi. Cái cây xin này chú mua lâu chưa vậy? Lâu rồi. Từ lâu rồi cơ. Đấy. Và cái bonsai thì cái đấy nhiều tiền đâu chú Tùng. Đẳng cấp ít thôi. Đấy. Cái này quý vị nhìn này. Ít tiền này. Anh em truyền thông rất quý chú. Chú là một người đại diện của Bắc Ninh về những cây tác phẩm bưng tay hay gọi là chú Tùng kính đấy quý vị. Cây rất đẹp quý vị ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, quý vị nhìn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất thích. Cây này là cây gì đấy anh? Cây này là cây củ đấy rành, cây rành rành. Rành rành á? Rành rành. Em nhìn từ một cây si. À, cây rành rành. Rành rành ạ? Ừ, cây rành rành. Không phải đá không? Đẹp. Vì cái lối nào nó khác đẹp quá. Thực ra hôm nay có một cảm giác rất vui mạnh nhỉ. Là tất nhiên tất cả những anh em truyền thông là được đứng chụp ảnh lưu niệm với chú Tùng. Đấy. Huy, hôm nay anh em mình cảm thấy rất vui nhỉ. Vâng, rất vui đấy. Chào anh Thắng. Chào khán giả của anh Thắng không video bên trai. Vui lắm, vui lắm. Vui vui nhỉ. Chú ơi, chúng cháu quay được khoảnh khắc này sướng lắm. Bởi vì đây là cái ngày hội cây cảnh. Đúng rồi. Và đúng là cái ngày hội của truyền thông những người yêu cây. Này gặp gỡ của truyền thông. Gặp gỡ của không, mấy khi chụp được 5 người này đâu. Ít lắm. Vâng. Vì đa số nó rời rạc nên sao gặp được cả được. Vâng. Chú mày đấy. Đấy, thật đúng thật. Chúng cháu là đi đâu phải có cho chọn đây, mâm chứ ạ. Ngồi nó phải chọn mâm rồi. Đủ mâm. Vui. Anh đang tổ chức anh em bán cơm đi. À được rồi, ok nhất trí. Anh em mình bán cơm nó đủ mâm đi. Cũng đã đến giờ rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chiều hay là mai? Mấy giờ rồi? 12 giờ rồi đúng không? Chắc là ăn đây. 11 giờ 16 giờ. Anh em đi ăn cơm đi Mạnh ơi. Video sai có một cái thước phim nho nhỏ những tác phẩm của chú Tùng kính và khoảnh khắc của anh em truyền thông giao lưu với chú. Video sai cũng quay lại một lần nữa cho quý vị cùng ngắm nhá. Xong rồi cho em Mạnh em còn phát biểu. Em thì lúc nào phát biểu. Em Mạnh em còn nói chuyện. Đấy, quý vị, tổng thể quý vị nhỉ. Có một điều rất quan trọng nữa là chú Tùng đứng đây cho cháu cái, chú Tùng kính đây. Đấy, năm mới là cháu thay mặt những người yêu cây cảnh, thay mặt những truyền thông, chúc chú và gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe và sở hữu được nhiều tác phẩm đẹp. Rồi, cảm ơn.
Vâng. Mình cũng chúc các YouTube này sức khỏe tốt. Vâng. Đi các cuộc triển lãm này làm cái chương trình để quay cho tất cả các người yêu cây mà không đi đến được tham quan được. Vâng ạ. Đấy, coi như là trực tiếp tiến trang vâng. rồi. Vâng ạ. Đấy rất quan trọng đấy, người các cái người mà thông tin này đưa thông tin rất quan trọng đấy. Chú ơi, tính tác phẩm này của chú đến đây thì chú có giao lưu không ạ? Nói chung là ai yêu thích thì mình vẫn có vâng, thể. Vâng, vậy thì chú cho cháu xin cái số điện thoại của chú ạ. Không, số điện thoại của mình là 0915 0915 306 306 599 599 quý vị nhá. Chú Tùng Kính ở Bắc Ninh. Và quý vị các bạn yêu thích cái phôi hoặc tác phẩm nào đó thì cứ gửi vào Zalo số của chú đấy để chúng ta giao lưu, và có thể là giá cả thì chú cũng hôm nay có thể như này nhưng ngày mai có thể chú ưu ái hơn chẳng hạn. Ưu ái nên chúng ta cũng phải cứ thích là được. Phải theo đuổi dài dài. Đấy, không nên bỏ cuộc quý vị nhá. VLSI xin phép dừng ở đây. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.